Đấy chứ. Ôi giời anh trai ăn chơi kiểu này chết tôi. Tao khởi động cái máy bơm này luôn. Để chúng ta xem hệ thống đường ống nước. Đây rồi. Tao cũng đang điện phần cho tao ra 1 tấn nước sạch cho chúng ta đây luôn. Cái chúng ta đủ điện phân tới mức 56 luôn ạ. Càng đẹp. À, chúng ta vừa bị mới mất một đồng khí hydrogen luôn. Căng thẳng. Và tập cô, chúng ta sẽ lấy thêm nấm. Ta sẽ xem lại cái hệ thống khí của chúng ta. Oxy được bơm vào căng. Tại sao vẫn giữ một lượng à? Tôi hỏi tại sao lại không bơm lên phòng bếp à? Cái áp lực khí trong đường ống này lớn. Nghe sao khi áp lực trong cái đường ống này lớn thì nó sẽ bơm hết thì oxy ra. Lượng khí oxy chúng ta thu được cái là cực kỳ khủng. Ta chưa ngâm cứu trong cái hệ thống điện hydrogen của chúng ta nữa. Hệ thống khí gã của chúng ta đang bị đình trệ một cách kinh khủng. Không biết là lý do vì sao. Ta chỉ cần tạo áp lực khí đấy thôi. Thế là chúng ta sẽ ưu tiên phòng ăn. Hệ thống oxy đến phòng 8. Thì ta sẽ đưa dân ra đến phòng bếp. À, chúng ta sẽ cho đi khắp nơi. Miễn là chúng ta có đủ nước, đủ cát. Ta có một mòn được vĩnh cửu ở đấy nữa. Bây giờ chúng ta phải triệt tiêu cái lượng khí CO2 ở trong cái phòng ăn này đã. Đấy rồi, chúng ta thấy một màu xanh huyền thoại đấy rồi. Ok. Nhưng mà cái màu đỏ ở đây thì nó không huyền thoại một tí nào cả. Xin đá vài cái trường. Tiếp đến là chúng ta phải biểu ngay cho mình cái hệ thống này. Không thể chậm trễ. Khí của chúng ta đã được đi rất bài bản rồi. Cái nào bị hỏng do quá tải là anh em phải đi sửa ngay. Ok. Đây rồi, màu xanh huyền thoại đã về với chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy hết dùng cái áp lực khí đẩy hết cái khí CO2 này đi xuống. Ép nó phải đi xuống. Làm được điều đó thì chúng ta cần hệ thống điện bậc thang chúng ta phải hoạt động thêm khoảng khoảng thời gian nữa, 1 ngày nữa. Có cái nào đạp áp lực khí đá đây hết mạnh ra rồi, kiểu mấy thằng đề có thể ngồi đấy toán vừa nói chuyện thôi. Sheesh. Bây giờ chúng ta phải nhờ vào cái hệ thống này này
biến dung được đến khí CO2 thành nước nước thải này, thì chúng ta thu được lượng nước thải và giảm bớt cái lượng khí CO2 này. Cái lượng CO2 đấy chúng ta càng quá. Lượng khí hydrogen của chúng ta nó ở đâu cả chứ? Bèo bọt vậy. Em đã thấy là cái lượng khí oxy chúng ta thu vào này. Úi giời, phải những quấn nguyên luôn ạ. Nguyên phải gọi sư cô. Đây rồi. Nó đang bị ứ đọng ở phòng 8. Phòng 8 của chúng ta đang bị áp lực khí lớn, quá lớn. Lớn nó cũng đẩy được ra thôi. Ồ, cái ra xem cái biểu đồ nhiệt. Đã đây là gần như là lành rồi. Rồi chúng ta đang rất mát. Khu vực này là nóng nhất là đây, có khí ga tự nhiên, mát nhất là vườn cây và vườn thú, hoạt động ở đây diễn ra nhiều nhất. À, shit. Tội gì mà không cho nó là một lớp cách cách nhiệt ở ngay ở đây. Ôi trời ơi, chúng ta phải làm một cái cách nhiệt ở đấy chứ. Đá của chúng ta sắp hết rồi. Hệ thống khí quân que này của chúng ta chưa chạy. Ngay và luôn cho tôi, ngay và luôn. Ta đang bị lượng kilo calo của chúng ta đang bị căng thẳng quá mức rồi.
Và cách nhiệt chúng ta sẽ hơi lâu. Còn là chúng ta vẫn được. Bỏ cái công việc nấu ăn để đi xây hầm gạch cách nhiệt, xây buồng gạch cách nhiệt, hệ thống máy phát điện.